gì vậy? Quá là háo hức với bữa tiệc âm nhạc đấu trợ chân lý mùa 10, Remake Rumble, màn tỉ thí tối thượng giữa những bậc thầy âm nhạc, những ngôi sao mới và cả những fan cứng nữa. Xin chào các bạn, đây là Series Checker với Nắng. Không biết là các bạn đã trải nghiệm bữa tiệc âm nhạc mà mình vừa mới nhắc đến ở phiên bản PPE chưa? Và với kỹ năng nhạc nào cũng nhảy của Nắng, thì video này mình xin phép mang đến siêu phẩm DJ Sona 5 vàng 3 sao với hơn 400 ca đam chỉ trong một lần tục chiêu. Các bạn ấn like video, đăng ký kênh, bật chuông thông báo và ngồi ngay ngắn xem DJ của chúng ta làm tim bạn khóc thét trong tiếng nhạc như thế nào nhé. Chưa có cụ thể tên của cổng dịch chuyển này, tuy nhiên vẫn có thể hiểu nó là trường đại học vì nâng cấp đầu tiên cho trận đấu này của chúng ta sẽ là lõi kim cương. Vẫn là khởi đầu quen thuộc với con tướng Annie giúp mình có được dích 3 sao ở video trước. Ra quái đầu cho mình hai con tướng ba vàng là Yone và Lulu. Em trai của Yone là Yasuo xuất hiện ở cửa hàng, làm mình có ý định đánh một trận kết hợp giữa hai anh em này nhưng mà không. Ra quái tiếp theo nó rơi ra cho mình một cái găng và một con Nico khá là ngon. Quyết định của mình sẽ là lock lại cửa hàng để mua Lilia siêu sao vệ binh ở vòng sau. Vậy là trận đấu này mình sẽ bị thiếu đồ vì ra quái cuối cùng tiếp tục trả cho mình một Neko nhỏ và hai tướng ba vàng, bán đi Ugot và Miss Fortune rơi ra để tích luôn 10 vàng. Như đã nói ở đầu video thì 2.1 sẽ là lõi kim cương, tiếp sức và hút máu siêu công nghệ đều không ngon nên là mình roll thử tìm một cái lõi content hơn vì đây là PBE mà. Roll cả hai thì ra tiến hóa tự nhiên và độc dược sĩ đều không dùng làm lõi content được. Mình lấy về tín đồ mua sắm và sẽ tự vẽ ra content cho mình bằng cách dép làm sao lên cấp 10 để có 4+5+6+7+8+9+10 bằng 49 lượt roll free. Ui, mới nghĩ thôi mà đã thấy thích rồi đấy. Kịch bản ấy đẹp, tiếc là nó không xảy ra. Chọn xong lõi thì Kennen cũng xuất hiện. Mình up 4 cho vào sân để kích hai hệ là hộ vệ và fan cứng. Lulu sẽ đảm nhận vai trò đam chính trong đội hình hiện tại. Đối thủ đầu tiên khá là dễ sơ với 3 disco 1 sao, nhưng mà đánh cũng hơi lâu nha. Kệ, miễn sao thắng là được đúng không các bạn? Tích luôn 10 tiền. Đây rồi, mảnh ghép tiếp theo của KDA là Kai'Sa. Mình sẽ bỏ lợi tức up luôn level 5 cho Kai'Sa vào sân kích KDA. Thêm một đối thủ dễ sơi khi mà chơi Olaf đấu sĩ reroll. Mình xin nhé. Tiếp tục thắng trước cái nhà đang chơi hết steel khá là dễ dàng để nâng chuỗi thắng lên con số 3. Đi chợ nhìn đồ ngon bị lấy hết mà tiếc hủi hụi, mình chỉ lấy về được Seraphine cầm giáp. Thay Seraphine vào chỗ Kai'Sa, lắp trái tim kiên định cho Nico tanh và hình thành một bài đấu câu kéo với giặt tanh cứng ở trên và đam healing ở dưới. Disco vô cùng khó chịu, hồi máu liên tục mà bài của mình thì không có quá nhiều đam sốc. Mình để thua nhà Disco kẹp Hustle với con Afea 2 sao cầm cuồng đao. Gặp ngay đứng ra xua 2 sao cầm quyền năng ánh sáng ở round này nhưng mà chưa đủ đam. Mình gỡ gạc lại một trận thắng tạm chấp nhận được. Tiện thể bán luôn Amumu tích 30 tiền sau mất mát của cái trận thua trước. Đồ không được như mong đợi sau khi kết thúc round đá, nhưng mà được cái là nhiều vãi đạn. Đánh có 3 con người đá mà rơi ra hẳn 2 cung, 2 giáp, 1 kháng phép và 1 nước mắt. Giáp gai và dao điện được mình lắp để tiếp tục đép bằng form này đi lên. Up luôn level 6 cho Gragas vào sân kích thuật sư. Nhà mình gặp ở round này cũng đang đép bằng KDA nhưng mà không có quá nhiều đam. Tanh cũng ít vì bài họ không có tướng thuần tanh. Cơ bản là họ cũng đang eco lên cấp nên là không đòi hỏi gì nhiều. Còn mình thì muốn giữ máu giữ chuỗi nên là đã up level 6. Tất nhiên là mình thắng. Buồn ngủ gặp chiếu manh, tiếp tục là một chiếc lõi content mang tên Hương Đến Hồi Kết. Có lẽ chiếc lõi này phải đổi tên lại vì bây giờ hồi kết là level 10 chứ không còn là max level 9 nữa. Mặc dù vậy thì mình vẫn lấy nha, tiền nhiều như vậy tội gì mà chê đúng không các bạn? Thật là thông minh. Tiếp tục đép với form đang có mà không update gì thêm. Mình gặp nhà đánh 5 Hustle, Afea 2 sao nhưng mà không có đồ thì no damn. Có vẻ như Disco khá là được ưa chuộng để đép. Round này mình gặp một ông đang đép bằng Disco nhưng mà kẹp thêm Zinix cầm đồ đam. Cơ mà con Zinix không hệ thì yếu lắm. Nico của mình cầm cả cái giáp gai cao tơ hết lượng đam của nó. Chiến thắng thứ tư giúp mình nổi nổi lên. Z cầm kháng phép ở chợ là lựa chọn cuối cùng mà mình có thể dùng rồi. Nico ra thêm một con ở cửa hàng sau khi mình đi chợ về. Mình dùng Neko cho Nico để Nico con hạnh Neko ấn đúng không? Mình dùng Neko cho Nico để Neko con Nico lên 2 sao. Up level 7 cho Tamken vào sân kích đấu sĩ. Vuốt rồng được lắp nốt cho Nico. Gặp một nhà chơi Hustle tiếp nhưng mà lại kẹp thêm cả Eco cầm 3 đồ. Chưa biết là ông này định chơi gì nhưng mà thế hơi ảo ma. Nico thực sự là một con tướng 3 tiền tanh rất trâu nên là mình vẫn giữ được chiến thắng mặc dù đam giặt sau hơi ít. Độ trâu lì của Nico tiếp tục được thể hiện ở round mình gặp nhà Yasuo 3 sao. Yasuo cầm cả đồ ánh sáng cũng không thể hạ gục được Nico team mình. Chiến thắng giòn giã 6 trận liên tục. Lúc nãy round đã trả nhiều đồ rồi nên là round này 5 con sói chỉ rơi ra thêm được 2 mảnh đồ là 1 găng và 1 nước mắt.
Up luôn level 8 ngay sau round quái và tích lại 40 tiền. Cho thêm Jack vào sân kích một chút nhạc EDM cho sôi động. Nhà mình gặp ở round này đang đánh bằng Viego, còn lại các tứ khác thì không có đồ. Viego cũng không có hồi phục nên là không thể carry được. Mình giành chiến thắng thứ 7. Lõi công nghệ vàng ở 4.2. Thấy ba cái lõi trước mắt là bạn thân khó xếp, hình nộm không cần thiết và lò rèn bất định không có tướng cầm. Mình roll cả ba và lấy về, thu về trái ngọt. Đã lý đón lên cấp thì sợ gì mà không lấy cái lõi này đúng không các bạn? Tí nữa mình giàu mà. Bạn mình kinh rồi. Tiếp tục đối đầu với cái nhà Hustle đã có Ezreal cầm ba đồ đam, Eco cầm ba đồ tanh nhưng mà có vẻ như vô cực đã làm giảm sức mạnh của vị tướng này đi rất nhiều. Trước Nico cầm giáp gai team mình, chiến thắng áp đảo cho nắng. Vừa gặp Ezreal carry xong, giờ lại tiếp tục gặp một nhà Ezreal carry nữa nhưng mà kém disco. Như mình đã nói thì bài mình nếu mà gặp các nhà hồi phục như này thì sẽ không có cửa thắng. Mình để thua và mất mẻ ăn được chuỗi. Kiếm là lựa chọn của mình ở vòng đi chợ 4 chấm. Lắp luôn diệt khổng lồ cho Lulu và tiếp tục lên cấp thôi các bạn. 4.5 mình thua nhà liên xạ Hustle khá là đau. 4.6 lên cấp một số tiền đang có cũng như là kinh nghiệm nãy giờ tích được. Mình lên và nhận đủ lại 50 vàng khi mà kích hoạt lõi hướng đến hồi kết và cho thêm Blitzcrank vào sân. Vẫn cứ là thua ở round này và còn lại 60 máu vì bài không update gì thêm. Một gậy, một cung, một BF và một DZ là đồ mà mình nhặt được ở round chim. Thấy siêu sao Lilia đã hết tác dụng, mình bán nó đi luôn. Round này mình roll một phát ra được Ahri siêu sao KDA luôn. Thay cho nó cầm ba đồ là Sojin, Crit và Diệt. Đồ thừa cho nó Seraphim. Đối thủ mình gặp ở vòng này đã lên 9, xoay hết sang 5 tiền. Mình thì vẫn chưa mạnh nên là để thua. Đã lì đòn thì phải lì cho tới. Đúng. Mình tiếp tục nhấn lên cấp mà không roll bất cứ gì cả. Tiếp tục gặp một nhà level 9 với con Sona 2. Blitzcrank tanh là đủ cứng cáp để Sona thỏa sức tung skill. Mình tiếp tục thua và còn lại 34 máu. Lì tiếp một round sau chợ mới roll. Mình may mắn gặp được cái nhà đang xoay ở level 9. Bài toàn một sao nên là chưa đủ đam. Chiến thắng này là mấu chốt đấy. Mình lấy về ấn KDA ở chợ để tí cho được con nào thì cho. Chứ đồ thì tạm ổn rồi. Lên level 10 với 30 tiền thừa. Tuy nhiên giờ mình mới dùng đến chiếc lõi tín đồ mua sắm với 48 lượt roll free. Trừ một lần lúc nãy mình lên cấp roll ra Ahri thì mình roll ngay ở phát đầu tiên level 10 ra luôn Sona siêu sao thuật sư, bán luôn Ahri và mua em nó cho vào sân cầm ba đồ. Tiếp tục roll nhưng mà hết thời gian mà đã phải tiến vào giao tranh. Nhà mình gặp ở round này cũng đánh full Exodia. Sona chưa kịp cải đàn thì cây đàn đã bị gãy. Mình để thua và còn lại 19 máu. Check bài một lượt xem các đối thủ cầm gì. Sau đấy roll thêm vài phát thì mình bắt được Sona thứ 6. Do có một ông cầm Sona rồi nên là tạm thời hết Sona. 19 máu là đủ để mình tiếp tục sống thêm một round. Nên là vẫn cứ yên tâm đã. Hình như là mình lo hơi quá rồi. Chứ bài mình cũng mạnh mà. Đấm ông này gần như là nguyên sàn luôn đấy chứ. Thấy đối thủ cầm Sona đã chết, mình roll rất nhiều bằng những lần roll free ở round quái. Thì bắt được Sona thứ 8. Đánh xong dòng ngàn tuổi roll thêm hai nháy thì đây rồi, Sona 3 sao xuất hiện. Bán đi hết các tướng ít tiền để săn thêm một con 5 vàng 3 sao khác. Ông này Exodia lúc nãy đấm mình, giờ thì hãy nhận trái đắng đi. Hãy xem sức mạnh của Sona 3 sao đây. Sona tung skill lần đầu và Ủa là sao không chết hết mình nhỉ? Chết đam thì thấy Sona không gây thêm một đam nào cả. Hình như là bị lỗi rồi các bạn ơi. Nhưng mà round này mình vẫn thắng nha. Top 4 đã có chủ. Mình check thì thấy các nhà ốc cầm 5 tiền khá là nhiều. Thôi thì để họ lên được con gì thì lên. Solo với Sona 3 sao xem thế nào. Đây chỉ là PBE thôi nên là không quan trọng lắm. Đây rồi, combat với nhà đấu sĩ này mới đúng này. Sona tung skill một lượt với hơn 420k đam phép. Dọn sạch bàn trong một nốt nhạc. Đấy, 5 tiền 3 sao đó phải thế chứ. Quay qua quay lại đã thấy ông kia dích 3 sao. Mà thế đích nào trong cửa hàng mình cứ rôn ra dích. Hình như là game bị lỗi đúng không? Dích team bạn với hai đồ mana, ra skill đúng một lượt không cho Sona team mình cơ hội nào luôn. Thua luôn và dừng lại ở top 2, quỷ thật chứ. Thôi thì mình cũng công hiến một trận PBE mãn nhãn rồi đúng không ạ? Xứng đáng một like một share không các bạn ơi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hẹn gặp lại, bye bye.